Đây là giờ thánh nhạc Dân Chúa Đời Con do một nhóm anh chị em hằng tha thiết với thánh ca thực hiện dưới sự linh hướng của linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tuyền. Chúng tôi cũng xin mời quý vị nhớ đón nghe chương trình Dân Chúa Đời Con Radio cũng được phát thanh vào lúc 9:30 mỗi tối thứ ba trên làn sóng 1480 AM của đài Radio Bosa. Kim Thúy xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chương trình của chúng ta hôm nay được bảo trợ bởi hệ thống chợ Tam Biên. Xin cảm ơn hệ thống chợ Tam Biên đã ưu ái nâng đỡ chúng tôi một cách rất thiết thực. Và thưa quý vị, thứ tư lễ cho, với nghi thức sám hối và sức cho trên đầu, chúng ta cùng với giáo hội bước vào mùa chay thánh. Mùa chay là hành trình đón nhận ơn cứu độ và hướng tới đời sống vĩnh cửu nhờ hiệp thông với mầu nhiệm thập giá và phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Qua cái chết và sự phục sinh, Chúa Kitô đã canh tân đổi mới mọi sự. Để bước theo Chúa Kitô trên con đường hy vọng, mỗi chúng ta phải đổi mới trái tim, đổi mới cuộc đời nhờ những hoán cải cụ thể trong đời sống. Vâng, thưa quý vị, mùa chay chính là thời điểm để chúng ta thực hiện những điều cụ thể ấy. Và để mở đầu cho chương trình Thánh ca hôm nay, Kim Thúy mời quý vị hãy cùng hiệp với nhóm bạn Dân Chúa Đời Con trong nhạc phẩm Người ơi trở về, một sáng tác của linh mục Nguyên Lễ. Kim Thúy xin kính mời quý vị. Thưởng thức nhạc phẩm Người ơi trở về, một sáng tác của linh mục Nguyên Lễ do nhóm bạn Dân Chúa Đời Con trình bày. Thưa quý vị, ngay tại quận Cam và Los Angeles, tất cả các trường học đóng cửa đến giữa tháng 4. Các trường học Công giáo cũng thế.
Các hội đoàn, đoàn thể trong giáo phận Orange cũng tạm ngừng sinh hoạt cho đến khi có thông báo mới. Và giờ đây Kim Thúy xin mượn lời chia sẻ của Linh Mục Nguyễn Hùng Cường được đăng trên trang Facebook của nhạc sĩ Viễn Sứ để giới thiệu đến quý vị nhạc phẩm Nguyện Cầu tiếp sau đây. Kính thưa quý vị, theo báo cáo của WHO, đến hôm nay, số người nhiễm COVID-19 trên thế giới đã lên đến 113.702 người. Nghĩa là đã có đến 4.125 ca mới và đã cướp đi 4.012 sinh mạng. Trung Hoa có 80.924 ca bị nhiễm, 20 ca mới và 3.140 người đã chết. Ngoài Hoa Lục có 32.778 ca nhiễm bệnh với 4.105 ca mới, 872 người chết. Có tổng cộng 109 nước, lãnh thổ, khu vực nhiễm bệnh dịch COVID-19. Như vậy là thêm 5 nước đã bị ghi vào danh sách nhiễm bệnh. Ai cũng có nguy cơ bị nhiễm dịch COVID-19 dù sống ở đâu trên trái đất này. Đứng trước dịch bệnh, con người thấy mình yếu đuối, mỏng manh và bé nhỏ biết bao. Con người thấy mình cần đến Chúa. Nhạc sĩ Viễn Sứ trong tâm tình phó thác cậy trông đã sáng tác ca khúc Cầu Ơn Chữa Lành để giúp chúng ta cầu nguyện xin Chúa thương tha thứ mọi tội lỗi của nhân loại đã xúc phạm đến Chúa, đến anh chị em và nhất là những lối sống vô trách nhiệm đã khiến môi trường bị tàn phá nặng nề và gục đầu. Cầu khấn xin Chúa ban ơn chữa lành cho nhân loại mau thoát khỏi tai ương, thiên tai, dịch bệnh, mất mùa, giặc giã. Các từ bài hát là lời cầu nguyện chân thành, thống thiết, hòa quyện với giai điệu đơn sơ, tự nhiên và đẹp. Bài hát được nhạc sĩ Quang Phúc, một tên tuổi rất thân quen trong lĩnh vực thánh ca, chuyên về hòa âm phối khí, chăm sóc và trau chuốt về hòa âm, phối khí. Ca khúc đã được trình bày bởi giọng ca của Uyên Di và Tấn Đạt. Xin cảm ơn tác giả, xin cảm ơn nhạc sĩ Quang Phúc và cảm ơn hai giọng ca dễ thương của Uyên Di và Tấn Đạt. Xin Chúa ban ơn lành xuống trên tác giả và mọi người đóng góp tài năng để tạo nên video clip thật ý nghĩa và giá trị này. Và giờ đây, Kim Thúy xin mời quý vị cùng hiệp ý với ca sĩ Uyên Di và Tấn Đạt trong nhạc phẩm Cầu Ơn Chữa Lành. Trong cơn khốn cùng, lời kinh nguyện dâng lên Chúa, cầu ơn chữa lành thế gian bao nỗi u sầu. Chết trong thảm thương, dịch bệnh tung hoành khắp chốn, nguyện Chúa xót tình, xót thương nhân loại lầm than. Hãy subscribe.
sợ, niềm tin gặp cơn thử thách. Nguyện xin Thánh Thần giúp cho bền vững can trường. Có Chúa ở bên, Ngài luôn quan phòng nâng đỡ. Vượt cơn hiểm nghèo, sắt son theo Ngài mà Kim Thúy xin quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại. Thưa quý vị, ca sĩ Uyên Di và ca sĩ Tấn Đạt vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Cầu Ơn Chữa Lành, một sáng tác mới của nhạc sĩ Viễn Sứ. Trở lại với giờ Thánh Ca Dâng Chúa Đời Con, thưa quý vị, như Kim Thúy đã thưa trong chương trình radio, Kim Thúy cũng có đề cập đến việc quý vị ít nhiều đã nghe những tin tức về COVID-19, một loại virus mới đã cướp đi bao sinh mạng con người. Một loại virus mới làm tê liệt sinh hoạt của bao thành phố trên thế giới và hiện là nỗi lo lắng toàn cầu vì khả năng tàn phá của chúng đối với sức khỏe và tính mạng của chúng ta. Vâng, trước cảnh hiểm nghèo, mầm bệnh tràn lan, biết bao người đã bỏ công, bỏ của, thậm chí còn coi thường cái chết, hòa mình vào tuyến đầu trong cơn dịch bệnh để giúp tha nhân. Thưa quý vị, mùa cúm chưa qua, nỗi lo lắng về con bệnh mới lại lò dò tới. Thế nhưng khi trùm mền dưỡng bệnh thì mới thấy rằng gia đình luôn là quan trọng nhất. Trong nhà có bố mẹ yêu thương, có bạn đời chăm sóc, đấy mới thật là nơi ấm áp bình yên nhất của cuộc đời. Thưa quý vị, mùa chay là cơ hội thuận tiện để chúng ta gặp gỡ Chúa và gặp gỡ tha nhân. Trong mùa chay thánh này chúng ta hãy trở về với Chúa, bước đầu là từ trong gia đình. Hãy làm hòa với nhau bắt đầu từ trong gia đình, thưa quý vị. Trở về trả lại thấy chưa.
Thưa quý vị, nhóm bạn Giờ Dâng Chúa Đời Con vừa gửi tới quý vị nhạc phẩm Hãy Trở Về, một sáng tác của Linh Mục Nguyên Lễ. Thưa quý vị, có rất nhiều việc lành các tín hữu chúng ta được mời gọi để thực hành trong mùa chay, để diễn tả thái độ sám hối quay trở về với Thiên Chúa. Và một trong những việc làm mà chúng ta không thể bỏ qua với tên của chính mùa đặc biệt là ăn chay và cầu nguyện. Vấn đề đặt ra là ăn chay và cầu nguyện thế nào cho đúng và đẹp lòng Thiên Chúa. Vâng, thưa quý vị, nói đến ăn chay, các tín hữu Công giáo thường hiểu ngay là việc kiêng bớt ăn uống. Trong mùa chay, nhiều nơi quy định không ăn thịt vào mỗi thứ sáu trong suốt mùa chay. Chứ thật sự giáo hội chỉ buộc ăn chay kiêng thịt đúng có hai ngày, đó là ngày thứ tư lễ cho và ngày thứ sáu tuần thánh. Thưa quý vị, hiểu ăn chay một cách rộng rãi hơn nữa là chay lời, chay lòng, chay tư tưởng. Nghĩa là khi ăn chay chúng ta cũng phải gìn giữ miệng lưỡi, nói năng cho đàng hoàng tử tế. Điều gì đáng nói thì nói, điều gì không đáng nói thì không nên nói. Nhất là những lời nói có thể gây ra đau khổ cho người khác thì tuyệt đối không nên nói. Hoặc những lời nói vô thưởng vô phạt, lời nói có hàm ý không tốt, phải loại bỏ. Chay lòng là giữ cho những ước muốn được đúng đắn, thanh cao. Phải loại bỏ những ước muốn, những tư tưởng bất chính ra khỏi tâm hồn và thay vào đó là những tâm tình đạo đức để trở về với Chúa. Con xin dâng muôn lời kính thắp lời tràn hòa. Con kêu van Chúa nhân từ kẻ mắt xót thương. Mùa chay thánh Chúa thương tha thứ tội nhân. Lắng nghe con dâng lời khấn nguyện. Chúa ban Nhóm bạn Giờ Dâng Chúa Đời Con vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Kinh Chay, một sáng tác của linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy. Thưa quý vị, ăn chay cho chúng ta cảm giác về thân phận yếu hèn của chúng ta. Chúng ta nghĩ có thể làm được rất nhiều điều tốt đẹp, thế nhưng khi va chạm thực tế, chúng ta lại dễ dàng chiều theo sự biếng nhác của bản thân. Cho nên tuy nói ăn chay của người Công giáo rất đơn giản, chỉ cần không ăn thịt thôi, nhưng đó cũng có thể là một trong những lý do chúng ta chối Chúa, chỉ trích giáo hội và xa rời Thiên Chúa. Xin Cha tha cho hồn còn lỡ bước quên nhau.
Quý vị, chương trình Thánh Ca của chúng ta hôm nay xin được tạm ngưng nơi đây. Hy vọng quý vị vừa có được những giờ phút thật bổ ích và thoải mái. Xin cảm tạ quý vị đã theo dõi và cảm tạ quý cơ sở thương mại, nhất là cơ sở hệ thống chợ Tam Biên đã tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện giờ Thánh Ca này. Kim Thúy xin kính chúc quý vị một đêm an lành và một tuần lễ thật thánh thiện, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Dân Chúa Đời Con vào tuần sau.